Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Trong nhiều năm, chiếc máy bay IAF AN-12 của không quân Ấn Độ chở 102 hành khách được liệt kê là mất tích và số phận của nó vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, một cuộc điện thoại đã chấm dứt sự chờ đợi kéo dài hàng thập niên mà chính xác là 56 năm và 8 tháng một người ở đồn cảnh sát quận Pathanamthitta, bang Kerala ở Nam Ấn Độ đã báo tin bất ngờ rằng thi thể của ông Thomas Charian cuối cùng đã được tìm thấy. Theo BBC, ông Charian, một thợ thủ công của quân đội, là một trong số 102 hành khách trên chiếc máy bay Ấn Độ bị rơi ở dãy Himalaya năm 1968 do gặp thời tiết xấu. Chiếc máy bay biến khỏi radar khi đang bay qua đèo Rotang, nối liền tiểu bang Himachal Pradesh với Kashmir trong nhiều năm, chiếc AN-12 đều liệt kê là mất tích và số phận của nó vẫn là một bí ẩn. Tới năm 2003, một nhóm người leo núi đã tìm thấy thi thể của một trong những hành khách. Trong những năm sau đó, các cuộc tìm kiếm của quân đội đã phát hiện thêm 8 thi thể nữa và vào năm 2019, sắc máy bay đã được tìm thấy trên núi. Vài ngày trước, vụ tai nạn hàng không năm 1968 đã một lần nữa trở thành tiêu đề khi quân đội tìm thấy 4 thi thể bao gồm cả thi thể của ông Cherian. Em trai ông Cherian là Thomas đã nói với BBC rằng, khi tin tức đến với gia đình, cơn ngạc trong 56 năm đột nhiên tan biến, cuối cùng tôi có thể thở lại. Ông Cherian, người thứ hai trong số năm người con của gia đình, mất tích khi mới 22 tuổi. Người này đã lên máy bay để đến nơi đồn trú ở vùng Led thuộc dãy Himalaya mãi đến năm 2003. Khi thi thể đầu tiên được tìm thấy, tình trạng của Cherian mới được chuyển từ mất tích sang tử vong. Cho tới giờ tổng cộng có 13 thi thể được tìm thấy tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình băng giá của khu vực khiến các đội tìm kiếm khó có thể thực hiện các chuyến đi tới đó. Thi thể của ông Cherian và ba người khác là Narajan Sai, Mankan Sai và Mun Siram được tìm thấy ở độ cao 4.867m so với mực nước biển gần sông băng The Haka. Nhà chức trách Ấn Độ đã sử dụng hình ảnh vệ tinh, radar, reco và máy bay không người lái để xác định vị trí các thi thể. Mới đây, người dân ở Ottawa, Canada như được chiêm ngưỡng phiên bản thật của tác phẩm Đêm đầy sao của danh họa Vincent Van Gogh. Đó là vì vào buổi sáng, bỗng nhiên bầu trời ở đây có mây rất lạ, trông rất giống bức tranh nói trên. Trong những hình ảnh được chụp ở Ottawa, bầu trời được phủ kín bởi màn mây xám nhấp nhô như sóng cuộn. Ánh sáng len lỏi qua một số điểm trên bầu trời đầy mây, tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa màu xám và màu trắng, và thế là bầu trời trông như một bức tranh đen trắng lạ mắt. Hình ảnh mây này nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người cho biết họ chưa bao giờ nhìn thấy mây như vậy và thừa nhận trông bầu trời thực sự giống tác phẩm đêm đầy sao. Theo trang CBC, đây là mây asperitas hay mây tận thế mới được công nhận bởi Atlas mây quốc tế vào năm 2017. Chúng trông khá tăm tối và đáng sợ, nhưng thực ra không liên quan đến tận thế. Các nhà khí tượng học cũng chưa hiểu hoàn toàn về sự hình thành của kiểu mây này. Họ chỉ cho rằng mây Asperitas có thể xuất hiện trước hoặc sau cơn rông, nhưng có khi cũng chẳng có cơn rông nào đi kèm chúng cả. Các chuyên gia khí tượng nói, mây tận thế được coi là kiểu mây hiếm nhất trên trái đất, nên đây có thể là lần đầu tiên và là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy chúng. Ngoài ra, bình thường mây tận thế trông chỉ như những gợn sóng màu xám. Tình cờ lần này, mời lại cuộn lại đều và có ánh sáng len lỏi rất lạ, tạo ra hình ảnh rất giống bức tranh của Van Gogh nên có thể nói đây là hiện tượng cả đời chỉ thấy một lần. Sức mạnh của bão Newton khiến giới chuyên gia khí tượng Mỹ đã phải thức đêm liên tục để truyền tải các thông tin quan trọng đến người dân. Tuy nhiên, các nhà khí tượng năm nay còn phải dành thời gian đối phó thêm một vấn đề, đó là sự xuất hiện của hàng loạt tin giả, thuyết âm mưu vô căn cứ trên mạng xã hội. Một loạt tin giả và thuyết âm mưu xuất hiện trên mạng xã hội Mỹ suốt hai tuần qua kể từ khi bão Helen và Milton lần lượt đổ bộ vào ngày 27 tháng 9 và mùng 10 tháng 10. Các nhà khí tượng học theo dõi bão Milton cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến lượng thông tin sai lệch lớn tới vậy khi hai cơn bão liên tiếp tấn công Mỹ chỉ trong khoảng hai tuần. Bà Kitty Nicolau, nhà khí tượng học tại Michigan và các đồng nghiệp là những nạn nhân lớn nhất của những thuyết âm mưu này. Bà nói, tôi nghe một số người nói tôi tạo ra và chỉ đạo cơn bão, kiểm soát thời tiết. Tôi phải đi đính chính rằng một cơn bão có năng lượng bằng 10.000 quả bom hạt nhân nên con người không thể làm được như vậy. Lời lẽ của họ cũng rất bạo lực, đặc biệt có người nói phải loại bỏ những người tạo ra bão Milton. Ngoài ra, một bài đăng nhắm thẳng vào bà Nicolau có nội dung đe dọa hết sức nguy hiểm. Bà đã đáp lại rằng loại bỏ các nhà khí tượng học không ngăn được bão và phải thốt lên rằng không thể tin nổi mình lại phải viết ra những dòng này. Bà cho biết Chúng tôi tốn rất nhiều công sức và thời gian để giải quyết đống tin giả này, thật sự quá mệt mỏi. Có thông tin cho rằng, nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene thậm chí còn đi xa đến mức cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang điều khiển bão để trúng hướng vào các khu vực ủng hộ đảng Cộng hòa và ứng viên Donald Trump. Cáo buộc này nhận được sự hưởng ứng của nhiều người theo thuyết âm mưu ở Mỹ. Nhà khí tượng tại Washington, Matthew Capucci nói, những người lan truyền tin giả, thuyết âm mưu đã đi quá xa và khiến tôi mất toàn bộ niềm tin vào con người. Có nhiều thông tin xấu đến mức thông tin chính thống bị lù mờ. Ông đã làm việc nhiều ngày liên tục để chống đỡ những làn sóng tin giả này và cảm thấy kiệt sức. Theo người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ FEMA, việc ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cùng những người ủng hộ chia sẻ thông tin sai lệch đang cản trở tiến trình cứu hộ hậu bão. Ví dụ, ông Trump từng tuyên bố FEMA đã cạn tiền mặt cho những người sống sót sau cơn bão vì nguồn tiền này được trao cho những người nhập cư bất hợp pháp. Các mối đe dọa bạo lực với những nhân viên FEMA cũng trở nên phổ biến trên TikTok, Facebook và mạng xã hội X. Đúng là con người là một trong những tác nhân khiến bão ngày càng mạnh và có sức tàn phá khủng khiếp, nhưng không ai có thể tạo ra và điều khiển từng cơn bão. Ngoài ra tại Mỹ, quỹ cứu trợ thiên tai của FEMA tách biệt và không bị ảnh hưởng bởi số tiền cung cấp hỗ trợ người di cư. phiên tòa xét xử Dominic Pellicot, 71 tuổi, đã gây chấn động nước Pháp và khiến cả thế giới kinh hoàng. Sau khi người này thừa nhận, đã nhiều lần chuốc thuốc vợ, dụ dỗ hàng chục người đàn ông làm hại vợ, là bà Giselle Pellicot, 72 tuổi, khi bà bất tỉnh. Khi tòa án ở Avignon xét xử vụ án của Pellicot và cáo buộc 50 bị cáo khác, các bị cáo đã nêu chi tiết cách Pellicot tìm thấy họ và lên kế hoạch cho hành vi lạm dụng ghê tởm kéo dài hàng thập kỷ trên một diễn đàn trò chuyện bất hợp pháp có tên là Coco. Theo hãng tin Reuters, tại phiên tòa, người chồng trong vụ việc đã đánh thuốc mê và để hơn 80 người đàn ông khác làm hại vợ mình trong suốt một thập kỷ, gây rúng động nước Pháp và đã thừa nhận các cáo buộc và cầu mong sự tha thứ từ gia đình. Ông ta nói, tôi thừa nhận tất cả các cáo buộc, tôi mong vợ và các con cháu của mình có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi hối hận về hành động của mình, bà ấy không đáng bị như vậy tôi mong sự tha thứ, mặc dù tôi biết điều đó là rất khó. Pelicot cho biết, ông từng có khoảng thời gian trưởng thành khó khăn và từng bị lạm dụng khi chỉ mới 9 tuổi bởi một nữ y tá. Pelicot mô tả cha mình là một người bạo lực và mẹ ông cũng phải chịu cảnh bị lạm dụng. Vào năm 14 tuổi, Pelicot cho biết mình đã bị buộc phải chứng kiến và tham gia hành vi tội ác tập thể một người phụ nữ. Phiên tòa cũng đã cho thấy quy mô tội ác của Pelicot và khả năng che giấu tội ác của hắn trong nhiều năm dường như không thể thực hiện nếu không có Coco và những người quản lý trang web này. Coco đã bị các nhà chức trách châu Âu đóng cửa vào đầu năm nay. Pelico đã sử dụng tài khoản ẩn danh và mời chào những người đàn ông trên một diễn đàn đến nhà mình ở thị trấn nhỏ Mazan. Pelico tuyên bố trên diễn đàn rằng ông ta và vợ có chung sở thích và cũng không công khai đề cập rằng đã chuốc thuốc vợ với mục đích lạm dụng. Trong khi nhiều người đàn ông tuyên bố rằng họ tin mình đang tham gia vào một trò chơi nhập vai có sự đồng thuận. Các điều tra viên phát hiện ra rằng Pelicot cũng nhiều lần mô tả việc chúc thuốc vợ mình cho những kẻ tham gia. Trong phiên tòa, nạn nhân, bà Giselle Pelicot cũng đã có mặt và nghe thấy những lời phát biểu của người chồng. Bà Pelicot đã gọi những người đàn ông gây ra tội ác đó là những kẻ suy đồi đạo đức, đồng thời tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Khủng khiếp hơn khi ông Pelicot cũng bị cáo buộc đã cưỡng hiếp vợ của ông Bomaechan, một trong những người tham gia vụ việc tại nhà riêng sau khi đánh thuốc bà này, với sự giúp sức của chính ông Marechan. Lời khai của Pelicote có tính quyết định đến bản án của 50 người đàn ông khác trong độ tuổi từ 26 đến 74, những người đã tham gia làm hại bà Giselle Pelicote thông qua lời mời gọi. Một số bị cáo thừa nhận rằng Pelicote khi ấy đã nói với họ rằng ông ta đã đánh thuốc mê vợ mình, trong khi số còn lại khẳng định họ nghĩ bà Giselle Pelicote chỉ đang giả vờ ngủ và đã đồng thuận với hành vi này. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.